Chào mọi người, đây là bài hướng dẫn các thao tác cơ bản đối với định dạng trang văn bản. Thì định dạng trang thì mình vào cái page layout, ở trong này có cái mục margin. Thì thông thường là mình để ở cái định dạng normal là bình thường. Còn cái này á là nó sẽ ra bên ngoài xíu nữa. Cái này là nó ra cái hai bên nó hẹp hơn. Đó, mình có thể nhìn thấy qua cái đường kẻ nè. Còn cái kiểu này là nó chia bố cục ở giữa. Còn ở bên dưới này thì nó phân ra. Mình có thể là mình vào custom margin để mình chỉnh sửa. Mình chỉnh sửa theo cái ý muốn của mình. Thì ví dụ như ở đây mình có thể chỉnh cái số này lên xuống. Cái này là ở trên nè, còn này dưới trang nè, cái này bên phải bên trái đó. Thì cái này thì cũng ít người can thiệp vào, thì mình giới thiệu sơ qua để bạn nào muốn sử dụng thì biết cách mà cài đặt. Thường là mọi người nếu muốn tiết kiệm thì mọi người sẽ dùng cái chế độ bên dưới này để cho cái văn bản mình nó được rộng hơn trên một trang giấy. Tiếp theo, còn bình thường thì người ta hay để là đọc mô là cái chế độ bình thường. Rồi cái orientation này có nghĩa là cái chế độ mà hiển thị của nó đây. Thì mọi người thường là để cái kiểu như vậy nó dễ nhìn hơn. Tiếp theo là cái size. Cái size này có nghĩa là cái kích thước cái khổ giấy á. Ở đây là A4 nè, bình thường là mình để A4 hết á. Bình thường khi soạn thảo văn bản là người ta toàn để A4 thôi. Còn các cái chế độ khác là tùy theo cái mục đích sử dụng. Ví dụ A3 nè. A3 là lớn hơn A4 ha, chứ không phải A3 là nhỏ hơn A4 đâu. Mọi người có thể phân biệt qua kích thước nè. A3 là 29.7 x 42, còn A4 là 21 x cho 29.7 đó. Đây còn có các kích thước khác nữa nè. Thông thường thì mình để A4 nè. Còn nếu như mọi người có thể chỉnh sửa nữa thì mình vào đây. Đó. Nó có kích thước cho mình chỉnh nè. Tuy nhiên mình không nên chỉnh cái này nha. Cái này là cái kích thước chuẩn của người ta rồi. A4 á là 21, chiều ngang là 21, chiều dài là 29.7 là kích thước chuẩn rồi. Mình chỉnh nữa là mình in ra giấy nó bị lệch á, nó không có tương đương với nhau. Thì cái phần mà định dạng trang á thì nó có cơ bản là như vậy. Rồi mình muốn đường viền, còn phần đường viền đó, ví dụ như đường viền thì ở cái mục page layout này, cái nhóm page layout này luôn chứ không phải là ở bên ngoài nha. Bên ngoài nó cũng có cái biểu tượng giống nè, biểu tượng này nè, nó ở trong này nó cũng có biểu tượng này, nhưng biểu tượng trong này nó khác. Mình nhìn nó giống nhau vậy thôi nhưng mà nó khác. Đây nó có cái mục page color nè. Ví dụ như mình để chọn màu cũng sẽ đánh toàn bộ cái màu cho cái trang của mình luôn đó. Cái này nếu ai mà in màu đồ thì mới cần dùng, giống in trắng đen thì nên để cái nền trắng, chứ để nền khác là in ra cái màu đó, cái màu trang giấy nó xấu. Mình chọn màu trắng hoặc là no color, hoặc mình có thể chọn more, cái chế độ more color là để mình chỉnh màu này. Mình chỉnh trong cái hệ màu này nè. Đó. Cái màu theo ý thích của mình. Còn standard là cái màu là mình chọn sẵn. Còn custom là mình chỉnh theo cái phối màu của mình. Hoặc là mình để view effect là cái hiệu ứng. Đó, hiệu ứng là hiệu ứng chữ. Đó, ảnh nè. Thì cái này dùng cho trang trí thôi. Đó. Thường thì trang trí được thôi, hoặc là mình cũng
có thể thêm một cái ảnh khác để mình làm cái nền nó. Còn cái gradient này là cái chế độ mà mình phối màu, dù mình phối nhiều màu. Còn ở bên dưới này là cái chế độ mà hiển thị, ví dụ như nó mờ dần, nhạt dần, hoặc là nó kiểu như sao đó, ví dụ như kiểu này đó, thì nó sẽ đậm ở ngoài và nó vô trong sẽ sáng lên, lóa lên ở giữa. Nếu ai mà có xài Photoshop thì thấy cái này hơi quen quen. Cái này one color là một màu nè, hai màu nè, màu một, màu hai nè đó. Cái này dùng để trang trí là chính thôi. Cái này là cái chế độ bản quyền mà trước mình đã nói rồi. Rồi, ví dụ như mình để thêm nữa nè. Đó. Nó có nhiều chế độ nè. Thấy không? Ở bên dưới này nữa. Đó. Này để trang trí. Thôi, còn nếu mọi người muốn bỏ thì vào cái chế độ No Color này. Cái này là mình giới thiệu sơ qua để mọi người biết. Rồi cái Bay Border thì cái này là cái đường viền, cái đường viền của cái trang cho mình đó. Sao nó không thấy hiện lại, đã mất tiêu rồi. Cho cái này rồi, đó là cái trang, cái đường bo cơ xung quanh cái văn bản của mình, cái trang văn bản của mình. Cái này là khi nào cần thiết mới dùng thôi, chứ bình thường mà soạn thảo văn bản mà thêm viền là vô là in tốn mực ạ. Mình nói vui vậy thôi chứ nhiều lúc cần dùng tới nó. Cái chế độ này nữa, nó có cái chế độ, nhiều chế độ khác nhau. Cái chế độ này là nó đậm bên này với bên bên góc dưới, còn ở dưới này chế độ 3D, còn custom là chỉnh tự chỉnh sửa. À, cái này nên á, non là không có gì hết, không sử dụng. Còn ở bên này cái style, khi mình chọn cái này là cái trang mình sẽ không có, mà nó mất hết. Mình chọn từ dưới đây để xuống, ví dụ mình chọn cái box này, trên cái mục style này sẽ có nhiều cái kiểu viền cho mình chọn. Đó. Và cái color là cái màu viền cho mình, ví dụ mình chọn màu đỏ. Rồi cái này là cái độ đậm nhạt, cái độ đậm nhạt của nó. Còn cái này là cái hình vẽ để mình chèn thêm đồ vô nè. Rồi đó, nếu mình chọn non thì nó sẽ hiển thị cái màu này của mình đó. Hoặc tuy nhiên mình có thể chọn ở dưới này, cái arc là cái hình vẽ. Nếu mình không chọn màu thì mình chọn hình vẽ đó. Cái này là nó chỉ hiện ở trang đầu. Còn cái này là nó hiện tất cả các trang. Nhưng mà nó lại chừa cái trang đầu lại, nó không hiện đó. Cái này là hiện trang đầu này nha, chỉ hiện mình trang đầu. Còn cái này là hiện tất cả các trang nhưng mà trừ cái trang đầu nó không hiện. Còn cái chế độ này là nó hiện ở cái nơi mình chọn, và thường là nó hiển thị hết luôn. Bình thường mình để cái này là hiển thị hết luôn. Còn bên này có một option nè, mình thì chỉnh sửa được. Chỉnh sửa được theo cái ý của mình đó. Chỉnh sửa được cái kích thước nữa. Còn ở đây thì mình ví dụ như mình kích vô đây là nó bỏ ở trên nè, kích bên này nó bỏ ở dưới nè, kích bên này bỏ bên trái, kích bên này bỏ bên phải nè. Thì cái này mọi người sử dụng nhiều thì nghiên cứu nhiều vô thì sẽ biết. Border. Rồi.
cái này sao. Bỏ cái này thì mình vô cái bay border, mình chọn non, ok, nó sẽ mất hết. Rồi bây giờ mình muốn ngắt trang, giờ mình muốn tới đây là mình muốn dừng trang này. Cũng cái bay layer này, cái một bay setup này, vào red, chọn cái này, chọn cái đầu tiên này, sẽ tự động nó ngắt cái trang, nó một trang mới. Rồi giờ muốn chèn trang bìa, muốn chèn trang bìa là sao? Mình chọn insert, chọn cover bay. Và đây trang bìa muốn chọn nào cái rỗng này đó, sẽ ra một cái trang bìa. Trang bìa này mình sẽ tự mình thiết kế lại theo cái ý của mình. Rồi bây giờ mình muốn ngay chỗ này muốn chèn thêm cái trang nữa, trang trống thì cũng insert ở đây. Insert ở đây mình chọn lăn bay thì nó sẽ ra một cái trang trống. Còn cái chỗ mà ngắt trang, trang ở chỗ hồi nãy mình cũng có thể ngắt bằng cái cách này ở đây ngay chỗ này đó, cũng không cần qua bên cái bay layout này. Ở đây mình cũng ngắt được, hoặc mình bấm phím phím tắt là phím Ctrl Shift Enter là nó sẽ tự động ngắt trang cho mình. Rồi đó là một số cái thao tác cơ bản đối với cái vấn đề định dạng trang văn bản, thì mọi người xem tham khảo để biết mà thực hiện. Thì nếu như mình rảnh mình có thể quay những cái bài rời ra để mọi người dễ biết. Thường thường thì mình để là định dạng trang văn bản, nhiều người vào đây mà người ta ví dụ như định dạng trang văn bản trong này có nhiều phần hồi nãy giờ, nó ví dụ như chèn bìa rồi cái chèn border đó, mà mọi người không biết trong này có thì mọi người sẽ không có xem. Mình sẽ làm những cái bài riêng ra, ví dụ như hướng dẫn chèn trang bìa, chèn border riêng ra đó. Cảm ơn mọi người đã xem cái bài hướng dẫn này và nhớ là đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều bài hướng dẫn khác, và nhớ là bấm like và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết mà thực hiện.